người Myanmar thể hiện sự văn minh khi xếp hàng ngay ngắn, trật tự. Để mua vé, mỗi người đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Yeah, one person only two tickets. Really? Yeah, one ID. You need, one ID. If you want to buy the ticket, you need one ID. But is he have the black ticket? No, is it not really bad? Not really so bad. Ah, really? Because the government, AFA can control. So, is there any online ticket you can buy? No, not yet. Not yet? No, yeah, we cannot buy online ticket. Online really? Ticket, and then we cannot use yet. Oh, really? When I came into the H. 8 o'clock. 8 o'clock. Yeah. So, 11 o'clock. No, 3 hour long. 3 hour long time. And is there the people limit the ticket? Yeah. Maybe they are until the 5 o'clock. Now. Can you buy many ticket, or no, just no, two? No. Yes, only two. Only two. One person. Yeah, one person two. Now, one national get is big buying a two ticket. He can. One person two ticket. Yeah. Trật tự nên chuyện có vé là đương nhiên. Có lẽ vậy nên anh chàng này có thái độ rất bình thản sau khi mua được vé. Thanh niên sập rổ với xếp hàng ngay ngắn. Dù vậy, hàng rào thép gai lại có phần phản cảm. Không thể nói người Myanmar kém cuồng nhiệt. Hãy nhìn những bức ảnh này để thấy khán đài nóng thế nào khi đội tuyển Myanmar thi đấu. Nhìn cách người Myanmar trật tự, quy củ, rồi nhớ lại cảnh chen chúc mua bán cách đây vài ngày ở sân Mỹ Đình. Thật quá chạnh lòng.